lâu mình đã trở lại Hàn Quốc rồi đây. Nếu như mọi người thắc mắc là vừa đến Hàn Quốc thì mình sẽ làm gì, thì đây là cái đầu tiên mình sẽ làm. Đó chính là thuê một căn phòng nhỏ mới và lau dọn nó. Bình thường mình bay đến là sáng cơ, nhưng hôm nay bay đến là 7 giờ tối rồi, nó trông hơi muộn. Xin chào mừng mình đến chuyên mục lau dọn. Đây là cái tủ của tôi. Mình vừa học xong 2 tiết, bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn trưa. Nhà mà mở lâu rồi nhưng mình chưa ăn thử bao giờ. Let's go. Why are you going by it? Như mọi người thấy thì kỳ này mình đã đăng ký một môn, đó chính là tiếng Trung cơ bản. Điểm khác biệt thì là riêng môn này mình sẽ học bằng tiếng Hàn. Thế nên mình đang cầu nguyện là bài thi giữa kỳ và cuối kỳ tất cả sẽ bằng tiếng Trung hết. Vừa nãy Olive Young sale nên mình đã mua cái này bảo mắt. Bọn mình đã có cà phê rồi nhưng mà tại vì đông quá nên bọn mình đã quyết định sẽ đi dạo quanh cái neighborhood này xem là có gì. Bọn mình đã quyết định thử ăn bánh thịt. Is it Hong Kong bun? Yeah, pineapple is from Hong Kong. Bọn mình đang thử bánh dứa Hong Kong. It's famous in Hong Kong. It's similar. This is more like that. But the authentic one would be like... The bowl so mềm, vỏ so giòn. Hello, chào mừng đã quay trở lại. Hello, kembali lagi dengan vlog aku. Indonesian imitator. Hi, hans. Hi. Mango mahana mango hanabero wa madonna xin chào, bọn mình đang ngồi đợi cà phê. Quán xinh lắm, trông như hội trường tiệc cưới luôn. I need help.
Oh shit, it's so big. It's so big. Oh my god. Oh, oh, oh. Oh, đây là cốc đô thị cream mà mình gọi trông xinh cực đấy. Chồng là cứ vậy đúng vậy. Bữa sáng hôm nay thì mình có một lát bánh mì nướng cùng với lại một quả trứng lòng đào cực kỳ hoàn hảo luôn. Đó, mời cả nhà ăn sáng cùng mình nhá. Sáng hôm nay thì mình có hai môn nên bây giờ đang tranh thủ đọc sách trước khi mà lên lớp. May mắn là kỳ này thì sách của mình đều có file mềm, thế nên không phải mua thêm sách. Công nhận là đỡ tốn kém hơn hẳn. Chỉ có điều là đọc bằng máy thì sẽ mỏi mắt hơn là đọc bằng sách thôi. Thôi thì cứ mỏi mắt thì mình lại ngồi nghỉ một tí. Học xong hai môn này thì cũng đã 1:30 rồi nên bọn mình cũng sẽ đi ăn trưa luôn. Trưa nay thì chúng ta sẽ có món ramen chấm. Cái sợi mì ramen thì nó sẽ rất là dai và dài. Bên cạnh thì sẽ một bát nước dùng mà mình chỉ cần chấm vào đấy thôi. Bát nước chấm thì nó sẽ khá là mặn đấy, thế nên là ăn với cái mì này thì nó khá là vừa vặn. Và ramen đây thì sẽ có thêm 3 miếng măng nữa. Chuẩn cái loại măng mà mình hay nấu canh măng ở nhà luôn ấy. Siêu không, tối nay mình có cơm với đậu sốt cà chua cùng với canh kim chi. There are many stories of chivalry.